À, xin kính chào các bạn nha. Thì vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 vừa qua thì nhân dân ở thành phố Châu Đốc đã bàng hoàng trước một cái thông tin là phát hiện được xác chết của một nam giới tại khu đô thị mới thành phố Châu Đốc. Thì qua quá trình điều tra xác minh thì nạn nhân tên là Thái Quang Minh, sinh năm 1993, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B. Và chỉ trong một thời gian ngắn điều tra thôi thì đến 10 giờ sáng cùng ngày thì nhân dân đã bắt thì công an đã bắt được cái hung thủ. Và hung thủ tên là Bùi Trọng Nghĩa, sinh năm 2005. Thì sau khi mà bị bắt thì tại cơ quan điều tra thì đối tượng Nghĩa đã khai là do là quen biết từ trước với Thái Quang Minh, rồi biết Quang Minh là có đeo nhiều nữ trang có giá trị nên là Nghĩa đã nảy sinh cái ý định cướp tài sản để chuộc hai cái mô tô lấy của gia đình đem cầm cố lấy tiền chơi game. Thì để thực hiện hành vi phạm tội của mình thì khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 3 thì Minh điều khiển mô tô là biển kiểm soát 67E140107 đến nhà để chở Nghĩa đi chơi. Thì khi đi là Nghĩa có mang theo một con dao Thái Lan cắt giấu trong người. Thì sau khi Minh cùng với Nghĩa đi ăn uống xong thì đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày thì Nghĩa đã chủ động kêu Minh trở vào khu đô thị mới tìm chỗ vắng để mà thực hiện hành vi phạm tội của mình. Khi đến khu vực tổ 18 khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ thì Nghĩa kêu Minh dừng xe. Khi Minh vừa dừng xe thì Nghĩa liền cầm dao kề vào cổ, yêu cầu Minh cởi sợi dây chuyền vàng trắng đeo ở trên cổ đưa cho mình. Thì lúc này Minh đã chống cự và chi hô, liền bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng cổ, hoảng sợ Minh bỏ chạy thì Nghĩa đuổi theo gặp ngã xuống đường rồi dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào cổ và ngực của nạn nhân. Thấy Minh đã chết thì Nghĩa đã lấy mô tô là chở xác nạn nhân và đem cái cây dao gây án đi giấu. Sau đó thì lấy 500.000 đồng với sợi dây chuyền và cái mô tô của Minh. Thì trên đường tẩu thoát, thì khi đến khu vực tổ 11 ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc thì sợ bị phát hiện, Nghĩa đã đẩy chiếc xe của Minh xuống kênh. Thì đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau thì đem cái dây chuyền cướp được của Minh đi bán được 34,4 triệu đồng để lấy tiền chơi game. Ngay sau khi mà tiếp nhận được tin báo của người dân đã phát hiện chiếc mô tô của Minh ở dưới kênh với nhiều vết máu thì công an thành phố Châu Đốc đã tiến hành triển khai lực lượng điều tra vụ án. Thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chỉ sau thời gian ngắn thôi thì lực lượng đã xác định được Nghĩa là đối tượng gây án. Và đến khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 3 thì công an thành phố Châu Đốc đã bắt giữ Nghĩa và thu hồi tang vật cùng cây dao gây án. Hiện thì vụ án đã được bàn giao cho cảnh sát hình sự công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.